Sáng nay tại điểm hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trên đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã trao bánh trung thu cho Hội Chữ thập đỏ 9 huyện thị thành phố để kịp thời đưa quà trung thu đến trẻ em trong mùa dịch. Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số lượng bánh trung thu được phân bổ về Hội Chữ thập đỏ các huyện thị thành phố sáng nay là 20.000 phần để trao tặng trẻ em là con em của lực lượng tuyến đầu chống dịch, trẻ em tại các khu cách ly điều trị, khu vực phong tỏa. Trong mùa trung thu năm nay, công ty Kinh Đô đã tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh 30.000 phần bánh trung thu với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Với sự ủng hộ này, những ngày qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trực tiếp đến thăm và trao tặng cho các em thiếu nhi ở các khu cách ly phong tỏa 10.000 phần bánh trung thu và phân bổ đến các địa phương để kịp thời chăm lo Tết Trung Thu cho trẻ em trong tỉnh. Mỗi phần quà là sự chia sẻ tình cảm mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm gửi trao đến các em nhân dịp Tết Trung Thu để các em đón Tết Trung Thu nhiều niềm vui, ấm áp. Trên 30.000 phần bánh trung thu thì tôi nghĩ rằng đây là cái tình cảm rất là ấm áp của công ty Kinh Đô đã dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn cũng như là những trẻ em trên toàn tỉnh Bình Dương trong cái mùa dịch bệnh, và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các khu cách ly, các khu phong tỏa và trong các bệnh viện. Thì qua đây là tôi xin thay mặt Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũng như là lãnh đạo tỉnh xin chân thành cảm ơn và ghi nhận cái sự quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch này trong các khu cách ly của công ty. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Dù không có chương trình trung thu rộn ràng, nhưng tất cả trẻ em trong tỉnh, nhất là các em ở khu vực cách ly phong tỏa, đều được đón một mùa trung thu ấm áp ý nghĩa, được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon từ sự quan tâm chăm lo của tỉnh, của các địa phương và các nhà hảo tâm để trung thu năm nào cũng được trọn vẹn.